Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ôn hàm toán lớp 2 dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài phần bài tập dạng thứ nhất. Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài số 1 đặc tính được tính 48 cộng với 35 8 cộng 5 13, viết 3 ta nhớ 1. 43 7, 7 1 bằng 8. Cộng 5 17. 7 cộng 5 12, viết 2 ta nhớ 1. 5 3 8, 1 là bằng 9. 58 với 2 17. 8 cộng 7 là 15, viết 5 ta nhớ 1. 527 1 bằng 8. 26 37. 67 13 với 3 ta nhớ 1. 23 5 16. 59 33. 9 cộng 3 12 với 2 ta nhớ 1. 538 với 1 là bằng 9. 3 số 2 đặc tính được tính 49 39. Chín cộng chín 18, viết 8 ta nhớ 1. 4 cộng 3 7, 7 1 bằng 8. 69 ta cộng với 24. 9 cộng 4 13, viết 3 ta nhớ 1. 628 với 1 bằng 9. 34 48. 4 cộng 8 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 3 cộng 4 7, 7 1 bằng 8. 8 cộng 7 15, viết 5 ta nhớ 1. 4 4 bằng 8 với 1 bằng 9. 4 cộng 8 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 2 3 5 1 6. 3 số 3 đặc tính được tính 81 62. Một ta trừ hai không được, ta lấy 11. 11 ta trừ hai bằng 9. 9 ta trả 1. 6 1 7. 8 trừ 7 còn 1. 60 28. 0 trừ 8 được, ta lấy 10. 10 trừ 8 còn 2. 2 ta trả 1. 2 1 3. 6 trừ 3 còn 3. 87 trừ cho 3 19. 7 ta trừ 9 không được, ta lấy 17. 17 ta trừ 9 bằng 8. 8 ta trả 1. 3 cộng 1 4, 4 trừ 4 bằng 4. 75 58. 5 ra trừ 8 được, ta lấy 15. 15 ra trừ 8 cùng 7, 7 trả 1. 5 cộng 1 bằng 6, 7 trừ 6 cùng 1. 7 nhỏ hơn 9 ta trừ không được, ta lấy 17. 17 ta trừ cho 9 bằng 8. 8 ta trả 1. 1 1 2. 7 ta trừ cho 2 còn 5. 3 số 4 đặc tính được tính
1 ta trừ 2 không được, ta lấy 10. 11 ta trừ 2 bằng 9. 9 ta trả 1, 2 còn 1 bằng 3, 7 ta trừ 3 bằng 4. 80 ta trừ 25. 0 ta trừ 5 không được, ta lấy 10, 10 trừ 5 còn 5. 5 ta trả 1, 2 1 3, 8 trừ 3 còn 5. Một ta trừ 4 được, ta lấy 11, 11 ta trừ 4 cùng 7. 7 trả 1, 3 1 4, 7 ta trừ 4 cùng 3. 8 trừ 9 không được, ta lấy 18 ta trừ cho 9, còn 9 ta trả 1. 2 1 3, 8 ta trừ cho 3 còn 5. 63 48. 3 trừ 8 được, ta lấy 13. 13 trừ 8 còn 5, 5 ta trả 1. 4 1 5, 6 trừ 5 là còn 1. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Tính 38 mà ta cộng với này 59. 8 ta cộng với 9 là bằng 17, viết 7 là như 1. 5 3 8 với 1 là bằng 9. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 ra như 1. 3 4 7 7 1 bằng 8. Bài này 6 ta cộng với 29. 6 9 15, viết 5 ra như 1, như là 35 kg. 35 mà ta trừ cho 15 là bằng 0. 20 kg. 58 ta cộng với 17, 8 cộng 7 là bằng 15, viết 5 ra như 1. 516 1 nhớ bằng 7. 18 ta cộng với 26, 8 ta cộng 6 bằng 14, viết 4 ta nhớ 1 bằng 44. 86 ta cộng với 6, 6 cộng 6 12, viết 2 ta nhớ 1, 92. 92 mà ta trừ cho 33. 2 ta trừ 3 không được, ta lấy 12 ta trừ 3. 12 ta trừ 3 được 9, 9 ta trả 1. 3 1 4, 9 trừ 4 còn 5 cm. Bài số 6 tính. 6 4 ta trừ 39, 1 ta trừ 9 không được, ta lấy 10, 11, 11 ta trừ 9 bằng 2, 2 ta trả 1. 3 1 4, 6 ta trừ cho 4 bằng 2. 97 ta trừ cho 58, 17 mà ta trừ cho 8 là bằng 9. 9 ta trả 1, 5 1 6, 9 thì 6 bằng 3. 32 ta cộng với 29, 2 ta cộng với 9, 11 viết 1 ta nhớ 1 bằng 60, 11. 61 ta trừ 45, 1 ta trừ 5 là bằng 6, 6 ta trả 1, 16 lít. 63 ta trừ cho 38, 3 ta trừ cho 8 không được, ta lấy 13 trừ 8 còn 5, 5 ta trả 1. 3 1 4, 6 trừ 4 còn 2. 12 ta trừ cho 6 là còn 6, 6 trả 1, 46. 87 ta trừ cho 26, 7 ta trừ 6 còn 1. 8 ta trừ cho 2 còn 6. 61 ta trừ cho 23 bằng 9, 9 trả 1, 4, 2 dm. Chúng ta qua bài số 7, tìm x. Đây là một cái dấu cộng. Dấu cộng là một cái tổng. Đó, là một cái tổng. Số hạng chưa biết. Số hạng đã biết, đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 11 có từ 2 bằng 9, 9 ta trả 1. 2 1 3, 7 3 bằng 4. Cái này cũng tương tự là một dấu cộng. Dấu cộng là một cái tổng. Đây là số hạng đã biết, đây là số hạng chưa biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. X bằng 5, 25. Bài này thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ trừ cái này trước. Rồi nó quay lại nó giống như cái bài này. Cái này chúng ta giữ nguyên này. 78 nó trừ cho 17, 8 trừ 7 còn 1, 7 trừ 1 còn là 6. Rồi đây thì nó quay lại giống như trang như bài này. Đây là một cái tổng. Số hạng chưa biết, số hạng đã biết và đây là cái tổng.
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 11 mà ta trừ cho 3 còn bằng 8. 8 trả 1 là 28. Bài này cũng tương tự vậy, chúng ta làm cái này trước. 58 ghi lại cộng x ghi lại bằng 11 với 1 ra như 1 là 91. Muốn tìm số hạng cho biết, ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết bằng 11 mà trừ 8 cùng 3, 3 trả 1. Này là 6, 5, 1, 6, 9 thì 6 cùng 3. Đọc qua bài số 8. Đây là dấu trừ, đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ. Tám bảy mười lăm với năm ta như một năm. Muốn tìm số trừ, đây là cái hiệu à, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Tám mươi ta trừ cho 55 là bằng 5. 5 ra 1, 6. 8 ra trừ 6 là còn 2. Bài này thì chúng ta phải làm cái này trước, câu này giữ nguyên à, tạm thời chúng ta giữ nguyên cái đã. Hai này cộng lại, 5 ta cộng với 9 là 14, viết 4 ta như 1 bằng 84. Như vậy đây là cái số số trừ, đây là số bị trừ. Nào, muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với lại số trừ. X bằng 12 với 2 ta như 1, 10, 11. Cũng tương tự vậy, chúng ta làm này trước. 92 chúng ta ghi lại, trừ x ghi lại bằng 9, 4, 13, 3 nhân 1, 6, 7. Muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. 12 trừ 3 bằng 9, 9 trả 1, 3 bằng 1, 8, 9 bằng 8 bằng 1. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 9. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng vào ô trống. 23 ta cộng với 28 bên này, như vậy chúng ta phải cộng rồi chúng ta mới mới điền được. 3 ta cộng 8 là 11, viết 1 tên như 1, 51. 2 2 ta cộng 9 là 11, viết 1 tên như 1, 56. 6 11 bằng 51, 51 bé hơn. 33 ta cộng 49, 3 ta cộng 9 12, viết 2 tên như 1, 82. 14 viết 4 tên như 1, 7. 1 bằng 8, 82 bé hơn 8, 84. 6 cộng 8, 14 viết 4 tên như 1 bằng 5, 6. 17 viết 7 tên như 1, 5, 6. 64 bé hơn 67. Bài này cộng tới 3 con luôn. 18 mà ta cộng với lại 35. 8 cộng 5 là bằng 10. 13 viết 3 tên như 1, 53. 53 là ta cộng với 29. 39, 12 với 2 tên như 1, 7, 8, 12. Bài này 29 ta cộng với 14, 9 ta cộng với 4 là bằng 13, viết 3 ta như 1, 43. 43 ta cộng với lại 39, 39, 12 viết 2 ta như 1, 82. Hai bên này bằng nhau. Bài này ba mươi tám ta cộng với lại là 16 ha, này có 29, này có 29.
Thầy đang tính là nhận xét đó, nhận xét nhưng mà nó cũng không có cái để nhận xét, thì chúng ta cứ cộng 8 ta cộng với lại là 6 là 14. Bao nhiêu 1 3 4 5. Rồi ta cộng với là 29. 4 ta cộng với 9 13, với 3 ta nhớ 1. 5 27 18 83. Này 7 ta cộng với 2 là bằng 9, 9 ta cộng với 9 này lần nữa là 18, với 8 ta nhớ 1, 2 4 6 7, 83 lớn hơn 7 18, 8 ta cộng với 8 16, 16 1 bằng 17, 7 ta nhớ 1, 4 1 4 cộng với 2 là 6, 6 với lại 3 9, 9 1 10. 9 cộng 1 là bằng 10, 10 ta cộng 9 là bằng 19, viết 9 ta nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 8, 8 cộng 1 nhớ nó bằng 9. 107 lớn hơn. Bài số 10. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng vào ô trống. À, cái này ở đây là cộng, ở dưới là chúng ta là trừ hết. 78 mà ta trừ cho 29, 18 trừ 9 bằng 9 ta trả 1. 3 73 bằng 4. 65 trừ 18, 15 ta trừ 8 bằng 7, 7 trả 1. 6 2 bằng 4. 49 lớn hơn 47. 2 ta trừ 5, 12 ta trừ 5 cùng 7, 7 trả 1, 41 5 17. 88 ta trừ cho 7 19. À 80 8 còn là 9. 17 lớn hơn 10, lần 17 lớn hơn 9. 7 17 là trừ cho 8 bằng 9, 9 là trả 1. 39. 64 là trừ cho 25. 14 mà ta trừ cho 5 bằng 9, 9 là trả 1. 39. 39 bài này 39 bằng nhau. Bài này 35 mà ta trừ cho 27, 15 trừ 7 còn 8, 8 là trả 1. Như vậy cái này là bằng 8. À, bằng 8. 8 ta cộng với 9, 8 9 17, với 7 ta nhân 1 là 47. Còn bài này 47 mà ta trừ cho 24, 7 quay 47 là cộng 24, 34 11 với 1 ta nhân 1. 4 6 7 74. 74 là trừ cho 19, 14 là trừ 9 còn 5, 5 là trả 1, 112 7 trừ 2 còn 5. Bên này 47, bên này 55. 66 ta trừ cho 28, 16 trừ 8 còn 8 ta trả 1, còn 38. 38 là trừ cho 25, 8 trừ cho 5 là bằng 3, 13. 58 ta cộng 23, 8 3 10, 11 với 1 ta nhớ 1, 7 8 11. 81 ta trừ cho 68. 11 mà ta trừ cho 8 là bằng 3. 3 là trả 1. 6 1 7, 8 trừ 7 là còn 1. Bên này 13, bên kia 13 bằng nhau. 22 ta cộng 59, 2 ta cộng với 9 là bằng 11 viết 1 ta nhớ 1, 7 8 81. 81 ta trừ cho 64. 1 ta trừ cho 11 ta trừ cho 4 7. 7 trả 1. 617 8 ta trừ 7 còn 1. 88 ta trừ cho 19. À còn 9, 9 ta trả 1. 69. 69 ta trừ cho 48. 9 trừ 8 còn 1. 64 còn 2. 17 với 21, 17 bé hơn 21. Bài 11. Tính 54 lít ta trừ 36. Cái này chúng ta làm bên tay trái và phải, đừng có làm ngược là sai. Thì ta lấy 54 ta trừ 36 trước. 14 mà ta trừ cho 6 bằng 8, 8 ta trả 1. 3 cộng 1 4 và 18, 18 lít. Ta cộng với 42 lít. Rồi hai này cộng lại với nhau, 8 2 10 với 0 ta nhớ 1.
4, 6, 60 lít. 74 mà ta trừ cho 50, 7, 14 trừ 7 còn 7, 7 là trả 1, 6, 1 kg, trừ cho 9 kg là bằng 8 kg. Bài 12, 85 ta trừ cho 28, 15 trừ 8 cùng 7, 7 ta trả 1, 2, 1, 2, 1, 3, 8, 13 cùng 5, 57 kg, ta trừ cho 39 kg. 17 mà ta trừ cho 9 còn 8, 8 là trả 1, 3 còn 1 còn 4, 5 là trừ 4 còn 1 kg, 1, 1 là thành 18 kg. Bài này cm, 39 mà ta cộng cho 56, 9 cộng 6 là bằng 15, 5 ta nhớ 1, 8, 9, 15 cm. Ta trừ cho 27 cm, 15 trừ 7 còn 8, 8 là trả 1, 3, 6, 3, 9 trừ 3 còn 6, 63, 8 là cm. Bài 13, 10, 100 ta trừ cho 58 là còn 2, 40, 42 dm. 42 ta trừ cho 26 dm. 16, 12 ta trừ 6, 6 ta trả 1, 213, 16 dm. 39 ta cộng với lại là 61, 9 còn 1 còn 10 với 0 ta nhớ 1, 100, 100 kg. Ta trừ cho 27 kg bằng 3, 1, 7, 73 kg. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.